Quân đội Hoa Kỳ công bố video không kích vào Syria và Iraq. Theo Bộ Tư lệnh Đặc trách Miền Trung của Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM, Hoa Kỳ tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào mục tiêu phiến quân Quốc gia Hồi giáo ở Syria và Iraq trong vài ngày qua, phá hủy nhiều kho vũ khí cũng như chiến xa các loại. Hôm thứ Ba, CENTCOM công bố đoạn băng video cho thấy chiến đấu cơ Hoa Kỳ oanh tạc lần đầu vào một tòa nhà ở phía đông Al-Asaka, Syria, đang bị phiến quân chiếm giữ. Lần thứ hai vào kho vũ khí ở doanh trại quân đội Al-Khasaka ở South Melibia, Syria. Đoạn video còn cho thấy Hoa Kỳ không kích trúng một xe tăng của phiến quân Quốc gia Hồi giáo ở Iraq và trúng vào một quân xa của phiến quân ở Iraq. Khi công bố đoạn video này, CENTCOM cho biết họ vẫn tiếp tục thực hiện không kích nhắm vào phiến quân Quốc gia Hồi giáo ở Syria và Iraq. Trong khi Hoa Kỳ và Liên minh quốc tế hành động theo đúng cam kết hủy diệt chủ tận gốc chủ nghĩa khủng bố, nhóm phiến quân Quốc gia Hồi giáo dường như án binh bất động và không có dấu hiệu nào cho thấy chúng có ý định phản công. Một vị tướng của không lực Hoa Kỳ nói, phiến quân Quốc gia Hồi giáo đang thay đổi chiến thuật trước các đợt không kích của Hoa Kỳ vào Syria và Iraq. Chúng dẹp bỏ hết các phương tiện to lớn và cồng kềnh là mục tiêu dễ dàng cho chiến đấu cơ Hoa Kỳ nhắm bắn.